sang thanh hóa một cha ó bùa bắt đầu chi xe hết tả à của công lòng nó có do ít khó rộng hàng chế đầu thanh hoàn thổ giả kẻ của công rộng và mong một dân gì sang bác thổ giả kinh tế xã hội cho ua học phía học kế nợ đảng thiết tích thờ thổ giả của công của la lùa công nghệ xia sang thanh hóa tức tay chăm cho kia sĩ sầu đây à mất khi làm tờ tàu giỏ gì cháu ít xét cho bùa cho cháu gì ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa tức cho tờ cho chỉ thị số cầu gì cho ùa họp phía sĩ sầu liệt tế cha mà nhất đầu cho nhân tù ấp xếp cầu chua cho đầu gì nọ thanh hóa tức cho tờ đầu chương trình đề án dân cả của công nhất đơn tờ long bảo của công thiết lập chính sách tứ cho ùa cho nghị quyết số cầu p đầu ban chấp hành đảng bộ sang thanh hóa sĩ sầu đề án dân thủ xã của công một chứng trả lọt đà sĩ công nghệ chia một do sống ở trên đường cầu tri xã một do đầu sống ở trên bê nhau lũ học phía cho tờ hậu trang nghị quyết cầu p tờ nhỏ sĩ sầu đây à do cho nụ chẳng trăng do hậu kể một nụ tỳ số thơ chia lỏng bảo kể của công u sát u sổ u tờ trong một cầu nghệ chia cho u lỏng bảo của công đã đâu chỉ khó chứ rõ chia hậu chờ số bắp bơ tiến anh đầu từ một trâu sát của công quân đô rủ một tổng kỳ nhắc đầu kể của công lòng chỉ khó xuống về công lòng chỉ sự một chữ một tổng kỳ nhắc đầu ý chứng trả tê cùng với cái việc triển khai cái rất đau cho ùa cho nghị quyết số cổ p làm tờ sĩ sầu đây à hội đồng nhân dân sánh tức cho tờ cho nghị quyết ý chua o long báo tới chính sách sáng ba sĩ sầu đây à dây cho ớt trên đỉnh cầu cho đầu chuyển nọ đau cơ chế chính sách sáng ba số bắc ở tĩnh năng cho chứng trả tức tàu sĩ sầu đây à đau chính sách sáng ba tờ cho bắc ở tĩnh năng duy nghiệp tức cho ùa giả lì chùa đây à sĩ đây an địa ả của ông do lúc chồng mất tới chế độ ba liền nên gầu trí do bắt đầu tỉnh nhia chế ba đầu số bắt đầu tiến năng sĩ sầu đây ả nguồn lực vừa là động viên vừa là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp các cái tổ chức cá nhân để đầu tư vào sản xuất đấy, và chính vì như thế cho nên là đã khuyến khích được các cái doanh nghiệp đầu tư công nghệ cải tạo hạ tầng và đầu tư cái nguồn lực để phục vụ cho sản xuất tốt hơn. Hàng năm thì tỉnh đều dành những nguồn kinh phí từ 25 cho đến 40 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân thực hiện tích tụ tập trung đất đai. Tề nghị quyết chính sách hậu sánh hậu trung ương tứ thời ua cho chạy thiết thân ga cho chứng trả hậu sinh thanh hóa cho ua rồng tra khía tế họp phía tế chính sách sĩ sầu đây à. Đại huyền quán xương họp phía cho ua hậu lửng nò tứ tàu cho ua măng nhắc trao đề án thuộc giả của công một chứng trả lò sĩ tế công nghệ chia cho nhân tù ớt xếp đường cầu ớt xếp đường cầu trì uôn thê huyền quản sường tức tay chống chắc hiệu quốc tổ bên sẵn tàu bao long tờ uống sĩ sầu đây à thứ ba sờ mức hậu kế rồng tra tờ hậu kế sĩ cổng uống no đợt bên sẵn ra đầu cho hợp tác xã thiết doanh nghiệp nhất đồng tờ doanh nghiệp do lũ do chẳng chăng sĩ cổng trên thuộc giả uống no uống la lùa lo do đâu chỉ no huyền quản sường tức sĩ sầu tàu tra dịp bộ hiết tả nhất đồng tờ mua chiếc bộ chiếc châu hiết tả do sĩ cổng dỗ trẻ sư ra đầu cho doanh nghiệp cha mà do dùm lê chủ đồng bê cha do tránh trả chăm lê số ca ý bộ bếp cho hết tà nhất đầu xã quản hòa chưa có cha tờ tha tế sông trùng nọ hợp tác xã dịch vụ ô cống quản hòa tứ sĩ sầu ô sát ô xua nên gọc trong lúc sản viên cha tờ tha tế lo nhất đầu cho trả nóng bát thịnh múa mãi cho là ô xích chùa chỉ trong dân chi cứ nhia nhất đầu ít tránh trả tê bị trong trản tê thực hiện cái chương trình tích tụ đồ đất này thì nó có thuận lợi chương trình sĩ sầu đây ai dùng gì ý nhà lì cho do gia ý nhà nông lê sĩ còn ra đâu công ty mua dỗ xẻ sự tí o bê sành cô chỉ chọn lê tế trẻ tí bê tay chống của nó một chương trình xia bê cô dỗ đó sĩ sầu cho đây an gì khi thu hoạch đều một tập trung mang lại hiệu quả cao cho nhân dân chúng tôi là muốn tích tụ được nhiều hơn nữa cho một số hộ còn những hộ diện tích còn lại vừa cống hòa 360 hecta mà hiện nay tích tụ mới được 130 hecta thì cái mức độ nhu cầu đang rất cần thiết. Bí thư huyện Ngọc Lạc do lúc huyện Mân Tàu hầu kể đầu trẻ tới tánh mảnh của công của sát của sùa sáng ba cho doanh nghiệp hợp tác xã bê sẵn cho ua sĩ sầu đây à ra tờ cho tha tế tờ trong của tàu cống rồng ra trao tới chính sách sáng bán tầng trung ương tầng sản hảo huyện tức cho tờ thiết cho uống một chuyến đi tới chính sách lớn tờ của ông nhất đầu cho đơn vị sĩ cổng đất đầu mua dũa thể xử ba đầu tư tới hệ thống điện một trò tên quân long một chứng trả lo ba cho dĩ năng của trẻ sai trẻ vị trả
Sa trong sĩ nọ, thông huyện tức sĩ sau tàu cha bế sĩ ít bộ hết tà, dân thuộc giả của ông, dâu chia một chứng trả lò. Năm 2020, thì cũng được cái sự hướng dẫn của... Sau ông, ốc sẽ nâng gạo cho ủa chủ trường sĩ sau đệ ả của ông, của công nghệ chia. Cô giá lành lòng bảo ít sẽ không cho chia. Dạy tàu kế sách lo sĩ bán tàu trả của công hào huyện, cô xử lý thịa chứ gì cho ông tổng, lời do uống nọ. Sa trong sĩ nọ, tàu bế chồng, khởi cố tàu nhân chua. Sự hàng tua rất là nhọc khí đá, dì lý ý hiếp tàn dì thiê. Mạnh dạn là gia đình cũng thay đổi cây trồng. Vì cái cây măng này nó mới, về cái ngọc lạc mình thì nó, với ngọc linh thì nó cũng mới. Nói chung là cũng lô, nhưng mà sau cũng được cái sự quan tâm của các cấp, nhất là phòng nông nghiệp cũng hướng dẫn rồi một số cái kỹ thuật. Cho đến thời điểm hiện nay là đến 3 năm rồi. Thì đối với cái thu nhập thì cũng tạm ổn định. Về tự hướng tới là gia đình cũng định là mở rộng thêm 1 hecta. Chúng tôi xác định là cái xây dựng phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cho nên là trong những năm vừa qua chúng tôi bé cô sẽ là thuộc giả kinh tế do dân ủ chẳng chăng nhớ trong tôi trong thầu bé tôi cho kia bé sống thuộc giả kinh tế cha mà chỉ còn quân lâm và lòng chó va màu chỉ còn tết khổng ô cốp về khác tổn thê bé vô trò chỉ còn tàu giặc khổng ô cốp gì. Hiện nay xã chúng tôi đã có 2 cái sản phẩm đạt ô cốp, đấy là cái sản phẩm tinh bột sắn dây và cái sản phẩm miến rong, hiện nay đã đạt được công nhận là sản phẩm ô cốp. Và cái sản phẩm măng tây chúng tôi cũng đã đạt được cái sản phẩm là Việt Gáp. Tới đây chúng tôi tiếp tục như là vận động bà con tập trung xây dựng phát triển 2 cái sản phẩm, mấy cái sản phẩm vừa nói trên, và cũng sẽ có một số cái sản phẩm ô cốp nữa. Bà con hiện nay cũng có một số hợp tác xã đã đăng ký thêm cái sản phẩm ô cốp. Trời số sau tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, xã cho lúa chốt lì trồng ớt xếp đừng cầu o thống sánh tức sĩ sau tàu tra blog châu chia blog bùa hết tả à ủa công. Tu số nò, nếu cô chẳng trang hành bị đau cho tránh trả ả ủa ông do cha ở bùa bắt nhau chính xe hết tà hậu sành. Lúc hậu bầu nhất đầu sĩ hậu chắc thìa sĩ sáu đây ả, môn tàu đóng tàu nhuốt chùa. Uôn đề, vì do ý phành bê sành cô chẳng xả tùa ả, cô chỉ xả lòng bảo tế ả môn tía cho lọ ủa ông, mua tiền để chồng, cho do chân tía trò lúc sĩ hậu lũ lý trí chồng trò sáu sư. Cho chế đầu tư do tàu sĩ thà, nhất trong tàu gì này có mua chọc ả tàu lòn u no trở lì xa tàu. Mua bánh sư bí sứ ly hai tìa, địa á trí hết tà đầu tư nhất trong kẻ ổ ống công nghệ chia, công ty trách nhiệm hữu hạn phòng cách chia, huyện Quán Sương, tứ cho ùa, địa án tàu ít bùa gì chầu gì năng. Giờ tiết tích chính sách thứ 3, nữ cụ chỉ tàu tàu bê trờ, ta sĩ kế sĩ cổng hậu, địa á, nữ cụ chỉ dông dị thia. Trong cái vấn đề mà tích tụ đất ấy, trong cái sản xuất nông nghiệp nhất là nông nhất đầu sĩ hở của ông sĩ công nghệ chia nhất chùa cha tự do cái dòng chia tiếng tỷ ả được biết rằng mà cô do ý tưởng tỷ măng biết rằng do hai cọ tuôn tỷ ả phải xé đùa vì trong tuôn tỷ ả của tích hợp quy định bé là cô xã hai tiền dạy tàu cái sức ba đợi số cấp chính quyền giá cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cấp 4. Nhưng mà với cái sự thỏa thuận của doanh nghiệp với người dân để mà nhượng lại cái quyền sử dụng đất để cho doanh nghiệp khai thác để sản xuất nông nghiệp thì nó rất là bất cập. Thứ nhất là khi mà doanh nghiệp mà tiếp cận để phục vụ cho cái vấn đề sản xuất thì thường thường là người dân người ta đòi cái khung giá đất rất là cao so với cái khung giá của nhà nước quy định là gấp 3-4 lần. Doanh nghiệp thỏa thuận thì nó rất khó vì người dân người ta không có một cái quy định hoặc là một cái chế tài gì nên người ta cần thì người ta bán và người ta không cần thì người ta cũng không thỏa thuận cùng với mình. Nên là trong cái vấn đề mà thỏa thuận nó rất là khó khăn cho doanh nghiệp, nó kéo dài cái thời gian đầu tư của doanh nghiệp. Ý nhất đầu thiết kế nhốt chuồng lọt trà, quan tâm tổ chế đầu tư tổng trí chủ tờ sĩ sầu đệ ả. Đấy do quy định long tờ ùa chay nhau sĩ đây à. Trờ trá nghị định báo châu P, đời chính phủ, cô giáo xùa chay nhau tuồng kỳ cho dị năng là do tiến năng bố sĩ à chị ùa công tờ do. À cho công xùa chồng, à dâu chuyên rô đề cô chỉ bố cha bế cho hiết tạ. À cho công tế chồng, à dâu chia cho công hà rộng chỉ bố cha ý bùa cho bế bùa hiết tạ. Do chứng trả môn tàu khỏi rộng, long tờ đây à chân thuộc giả, cho công dâu chia môn chứng trả lo. Xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tức Hồ Trần, tàu lúc doanh nghiệp, tôi cho phá đầu tư.
ta chỉ mỗi khó nhớ chùa vì trong trò chơi đầu tư tại do tường tỷ là do cho nhông tiền ả. Trên địa bàn á, cũng có một số các cái doanh nghiệp người ta cũng muốn tích tụ cái đất đai, nhất là hậu trứng trà có một ít doanh nghiệp xã đầu tư của công tiền chi vì do chùa chùa cho ủa tường tỷ cho nhông tiền ả. Doanh nghiệp chế một trứng trà là cô trình tàu anh doanh nghiệp chú do sở thị o tí bê uống đại sư cô uốn nhua nhất là khó cho ả trong tích thờ cô xử lý doanh nghiệp cô trình cho sẽ đầu tư xã có tích thờ do lúc sẽ hở cho ả sớm mất hầu kể trong doanh nghiệp đầu tư trong hầu trứng trà cái phần đó thì liên quan vấn đề hạn mức. Chính vì vậy mà cái việc đó phải chia lẻ ra thì khi họ đứng họ bỏ kinh phí họ đầu tư thì cái này cũng đang còn rất nhiều băn khoăn đối với các nhà đầu tư. Cái này thì cũng đề nghị nhà nước có cái chủ trương để làm sao nâng, thứ nhất là một là nâng cái hạn mức giao đất đối với hộ gia đình và cá nhân. Chỉ do hai tia cho doanh nghiệp đầu tư lo sư. Đào tù bên sảnh ố no, lo cô chỉ là thầu lưu trí hở sầu. Khó tánh mệnh ố bên sảnh, thế cho cơ quan sách chỗ đây à, chỉ cho chai lòng bảo kế sĩ đây à, thầu trách nhau, ố trong nhốt chùa lo tự sảnh nha, sĩ kỳ. Ruộng đất ở nhà đây thì tích thụ toàn có thuê lại của dân thôi. Mà thuê thì bây giờ đang thuê đây à, tiến đặt bên sân do tiền tỉa mà tôi tình dù xia họ ua chỉ tàu cho giao phản tỉa xí sao ua lia ua kề cậu ua là ua tổng đạo sư tránh trả dân chị trong lòng tờ lại à sau tòa công trùng các kiểu thì là thuận tiện cá luôn đó thì cày bừa thì cũng tiện đó. Cá bãi cá khu chứ mà thu hoạch thì cũng cá lồ chứ là may gắp may nữa thì người chặt đỡ phải công nói chung cũng muốn lắm nhưng mà không biết rồi có được hay không. Nếu mà được mà các cái chính sách mà dồn lại cho từng chủ một làm thì là càng tốt. Khó khăn hiện nay thì đối với hộ dân là thứ nhất là phải thuê thầu lại đất với người dân. Khó nhúa nhìn nó, vì đâu chó nhìn này, dân tỉa ả mà tôn kỳ kỳ hành. Khó tính mình đầu tư của chỉ trò xia, lòng tờ lòng bảo trâu tổ trữ. Ít khó tính mình chỗ chùa do tới cơ chế chính sách sách bá đồng bây rằng, lòng tờ lưu sĩ hợp tổn kỳ, tới chính sách sách bá cho nên tỉa, đó cá sĩ ả. Một số vấn đề khác nữa là liên quan đến cái chính sách, cơ chế chính sách của nhà nước về hỗ trợ người dân trong vấn đề là hạn mức, hạn điền sử dụng đất. Đấy, thì đối với những hộ mà thuê thầu đất thì cái này quy định cụ thể nó chưa được chính sách hỗ trợ đối với những cái hộ mà thuê thầu lại đất. Thứ hai là nếu như mà nhận chuyển nhượng thì việc này giới hạn của cái hạn mức và quy định của nhà nước thì cũng là một cái khó khăn. Trần Liên Đào từ chuyên gia quy định long tầng chùa sĩ hở nâng cô phật chùa ra đầu lúc sĩ hở uốn no phật chùa long tầng tánh trà tinh hành sĩ sau đây ả của ông một tránh trả lo chứ còn đâu trẻ tàu tánh mảnh nò. Nghị quyết số cầu gì, lúc cầu trầu, lúc trầu lịch trọng ớt xía nền cầu O, đảng ban chức hành trung ương đảng khóa cầu B, sĩ sau đây à, sĩ đây à, tứ tàu trò tờ, khí đà bị đầu trở nên cơ xử lý, do sĩ hở lòng bảo à, của công lòng. Khó chia tờ trắng nghị quyết cầu gì, lòng tờ ua tu à, hậu kể sĩ à, tế thờ mua dầu như chia, chia tu à, sĩ đây à, thiết trò tờ chùa xa, nhắc đầu sĩ à. Nhắc đầu lúc nên tỏ khá dỗ cho tờ tích quy định, một đầu cho tiếng này, do sĩ hở lòng bảo ả của cống cỏ hậu, đầu khó mua, đợt sủa trắng trà. Đất đầu sĩ sầu, của hậu lử, khứ no nhó dây dọ. Ua kênh tờ sĩ khò, chó nhia bốn tỉa ả của cống. Đối với nghị quyết 18 mà chuẩn bị đi vào cuộc sống thì chúng tôi mong muốn là nhà nước có những cái cơ chế chính sách đối với từng trường hợp cụ thể, đối với hộ mà thuê thầu lại đất của các hộ dân khác. Trong điều kiện là chưa sang tên chuẩn chủ. Thảo trắng nghị quyết cầu gì một trò lũ nâng. Bé cô xã có tích thờ một tên cơ chế chính sách. Vì trò số tí nâng cỏ manh, địa ả, đợi cho chỉ năng sát đầu khí đà, do lũ xã hợp có bếp sẵn cho xế đầu tư uốn no. Có điều kiện yên tâm sản xuất, yên tâm đầu tư sản xuất. Trái nghị quyết cầu gì, giờ xế tìa dỗ sở mốc họ rồng lòng tờ xích sầu đây ả, đau kén thổ giả, tra tờ kẻ của công trợ lý giao chạy. Tiếc gì, đo đau không thở, chỉ có trúc khó, dốt mua tàu kể lòng báo chế xây chùa, lòng tàu chỉ sóc cá chẳng, là đang diễn đây à, em mua cho trẻ, ua chỉ tàu no, mua trên trì. Để mà nâng cao lực hiệu quả và để giải quyết những các cái khó khăn. Chỉ có chỉ rong trên trì của ông, đã trẻ tàu kể cho nhẹ xây chùa đây à, huyền tích cho ua tê hầu kể, mang lòng tàu xí sầu đây à, đầu trẻ tê đây à, trợ lý cho dự án, tường tì cho à. Thầu trắng nghị quyết cầu gì một đó lúc này, huyền tứ môn tàu tông tờ khìa, trợ lý quy định tự do chạy, thế tư chính sách sáng ba đầu bên sông. Rồi là thông báo, lựa chọn đều được công khai trên các hệ thống theo quy định. Rồi thông báo đến tận người dân, có đất thu hồi biết,
để thực hiện. Khi mà nghị quyết 18 mà đi vào cuộc sống thì trong công tác đất đai, nhất là cái việc mà tích tụ đất đai, dồn đổi đồng đất là tích tụ đất đai rồi theo các cái hình thức để mà phát triển sản xuất nông nghiệp theo năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao và theo công nghệ mới, thì huyện cũng đã có rất nhiều biện pháp, rất nhiều cái văn bản hướng dẫn căn cứ quy định của pháp luật hướng dẫn và có nhiều chính sách hỗ trợ cho người nông dân. Đã trao các nghị quyết cầu gì tại Ban Chấp hành Trung ương Đảng thiết cho cơ chế chính sách đầu trẻ tích ảnh nhốt chuồn tờ tích ả trên thuộc xã của công một trang trả lò sĩ công nghệ xia do ít họ chỉ nô lòng tờ lúc do trần trắng tờ chữ gì lòng báo kể uống no trâu nịt gì bên sân kể của công lòng một trang trả lo đá sĩ công nghệ xia do yên vô kể của công chia do lúc chữ gì chia lúc chữ gì bláp lờ ua tàu cẩn mua cho nên gì bên sân tránh do ý tù duyên nhau số gì năng do ý tù duyên nghiệp. Đời của do ít ra hầu kể một trô khó, lần đầu sĩ sau đây à. Muốn mà hỗ trợ tốt cho bà con nông dân để... Xã có sức bá rồng trong cách xăng sĩ sau đây à do chủ cho ủa tê khoa học kỹ thuật. Nhất trong tạo chính sách đầu tư nhiên trong cách xăng. Tê cơ sở đầu tàu do chủ kia, tê khoa học kỹ thuật trong lịch sử cách xăng ít là lì, mô hình của công, mua chén bò, mô hình cho đây xăng, cho sĩ tê máy cho lọ của công. Đầu tư tới chỗ tả máy móc cho lọ của công lòng còn cày trang tính như đầu tư chỉ trong khử nhiệt xe. Nông lâm Thanh Hóa này hoặc là trường khoa nông lâm của trường Đại học Công Đức, người ta sẽ chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đến cho bà con nông dân. Ví dụ như thế, mô hình sản xuất trong nhà có mái che hoặc là mô hình tưới nước nhỏ giọt cho các loại cây trồng trên địa bàn của huyện hoặc là áp dụng vào cái cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thời kỳ nông nghiệp 4.0 này, người nông dân phải am hiểu về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về các chương trình dự án nông nghiệp công nghệ cao hoặc là về các đầu tư các máy móc, các trang thiết bị vào phục vụ sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất mà nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong thời gian tới thì về phía cục trồng trọt bảo vệ thực vật nho trồng sức hạt tua bé do hai trầu trồng lo sở hai trầu ủy ban nhân dân sảnh gia liên trầu tì chương trình sĩ sau đây à bé lũ sòng đồng tờ cho tờ xuất ra hậu kể tới cơ chế chính sách có hậu đùa cha mà do đầu trẻ tích kể nhốt chùa làm tờ cơ chế xin khó tới chính sách một sắc phá cho doanh nghiệp đầu tư uốn no rồng đùa sĩ sau đây à thôi giá của công công nghệ xía đào học chân trả sành đầu tư mạnh hơn nữa để tích tụ tập trung đất đai và phát triển nông nghiệp cùng quy mô lớn công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Theo lúc sĩ hợi uốn no thiết hậu lúc nương do kể chi chủ khử trừ tàu môn tàu tấn bằng chia chế có mô tê chính sách là sĩ tê quy định tàu rồng xì khó cho giả tấn bằng của tàu trò tàu. Ra trao hệ thống tế chính sách quy định tại trung ương cho cơ sở, vì trao khó một trang thiết lúc giữ dị dễ dị chia, cái mốt chia chỉ tạo chữ dị tại cho doanh nghiệp, thế nên dị bên xăng. Tế kế nhóc chùa nhất đầu sức sau đây à hậu thân hỏa, do tàu ít có trụ đầu trẻ. Trên đầu chân an thủ giả uốn no, uốn la lụa, một chân trả lọ đá, uốn tu rù tổng tỷ, đầu giả uốn công một chân trì, bê sinh khứ mua, rê rõ vả măng, thiết rộng tua.